Và không chỉ có giá sắt thép, xi măng, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, một loạt phí dịch vụ vận tải biển như là phí hàng không cũng tăng và đang dọa tăng. Chuyên gia kinh tế dự báo có thể sờ thấy nguy cơ lạm phát rất gần. Trước lo ngại này, thì Bộ Tài chính cho biết những diễn biến tăng giá của một số hàng hóa thiết yếu trong năm 2021 đã được Bộ Tài chính và các bộ ngành dự báo trong kịch bản điều hành giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay từ cuối năm 2020. Bộ Tài chính cho rằng nếu không có những yếu tố quá đột biến xảy ra, việc kiểm soát CPI bình quân cả nước năm 2021 ở mức khoảng 4% là vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ, của Ban chỉ đạo điều hành giá.